chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay khi hội tụ gió suy yếu, nắng vẫn lên từ khá sớm và nắng nóng thì vẫn duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Nhưng cường độ nắng bắt đầu suy giảm hơn so với ngày hôm qua, với nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống còn 33 cho đến 36 độ. Trong hai ngày sắp tới, dự báo nắng nóng tiếp tục suy giảm thêm, chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi tại vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Trung Du với nhiệt độ chạm ngưỡng 35 độ. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Đáng lưu ý là vào lúc chiều tối và đêm, hội tụ gió trên mực 3.000 cho đến 5.000 mét được hình thành, gây mưa rào rải rác và có nơi có dông cho khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc trong ngày mai và lan cả xuống khu vực đồng bằng vào chiều tối và đêm ngày 21 tháng 5, tức là ngày thứ hai tuần tới. Đến khoảng chiều tối ngày 22 tháng 5, khối không khí mát từ phía Bắc sẽ đẩy một rãnh mây dông xuống phía Nam, tác động và gây mưa rào và dông cho toàn bộ khu vực Bắc Bộ, nên nhiệt độ sẽ giảm hẳn, trời chuyển mát mẻ và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, mưa xuống trên nền nhiệt cao tồn tại đã nhiều ngày nay rất dễ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh, nên quý vị cần cẩn trọng và đề phòng. Trong khi nắng nóng ở miền Bắc đang có dấu hiệu giảm nhiệt thì ở miền Trung còn tiếp tục duy trì trong ít nhất là 2 ngày sắp tới. Nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận Phú Yên, nhưng sẽ có phần bớt gay gắt hơn những ngày vừa qua. Mức nhiệt cao nhất ngày dao động quanh mức là từ 34 cho đến 36 độ. Đến ngày 22 tháng 5, nắng nóng thu hẹp lại chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Trung Bộ. Trong khi đó, tại khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa, Quảng Bình nên nhiệt độ giảm xuống mức từ 32 cho đến là 34 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận, thời tiết vẫn ổn định với mức nhiệt cao nhất ngày vào khoảng 33 cho đến là 34 độ. Lưu ý là vào lúc chiều tối và đêm, khả năng khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, Hà Tĩnh cũng sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần hết sức đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày 23 tháng 5, khi rãnh mây dông tác động đến miền Trung, nắng nóng ở miền Trung cũng hoàn toàn chấm dứt. Trong khi các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ đang có sự thay đổi dần về thời tiết thì lui xuống phía Nam, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết ngày nắng nóng, tối mưa dông. Hiện tại khu vực đã bắt đầu bước vào những tháng mùa mưa, do vậy trong những ngày sắp tới tình trạng mưa dông diễn ra nhiều hơn, đều đặn và tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm. Còn vào ban ngày, thời tiết vẫn có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến là từ 31 cho đến 34 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 33 cho đến 35 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển trong những ngày sắp tới, tại tất cả các vùng biển từ ven bờ cho đến ngoài khơi, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió đều hoạt động yếu ở mức cấp 3 cho đến cấp 4, sóng biển thấp dưới 1 mét. Đồng thời thì trời không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho mọi hoạt động của tàu thuyền. Chỉ lưu ý là vào chiều tối và đêm ngày 20 tháng 5, tại khu vực Nam Biển Đông trời khả năng xuất hiện những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông. Trong cơn dông, tàu thuyền cũng cần lưu ý với các hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Bản tin thời tiết cuối ngày 19 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon, xin kính chào và hẹn gặp lại.